Ok, xin chào tất cả anh em đang xem video nha. Lần này thì Khải sẽ cho anh em xem lại set đồ nè em ơi. Đây, lần này sau khi đấu giá thêm cặp vô danh này nè. Đó, hai kiện anh cũng có. Thì anh Cún đã thay đổi qua gia truyền phần thủ lý chú Phượng các full. Và hiện tại đang sở hữu 5 món kiện môn phái nè. Hiện tại đang sở hữu 5 món kiện môn phái. Đó, mắt đỏ hoàn toàn nè. Áo mát, bao tay cũng tương đối. Đào cũng tương đối mát luôn. Đai ô lung nóng thủ lý và mang một món kháng họ đỡ trụ cái bang nha nè. Tại vì nếu mà không mang cái món kháng họ này thì kháng họ chỉ có 5 máy thôi, đánh không lại nè mà. Đó, tầng người đánh gặp cái bang này mà. Gặp cái bang bỏng. Ok. Rồi, cho hai bộ luôn nè. Hai bộ luôn nè. Ôi. Má, chưa kịp cái băng bóng này khỏe quá. Cái băng bóng này đóng hai cái chết nè, chịu rồi. Má, đúng cái băng bóng. Nên nãy Khải cũng nói nè, nếu mà khán họ càng thấp càng chết sớm nữa. Vừa đam hai cái, chưa kịp thua, quất hai cái chết rồi. Thả ra cái chết liền luôn nè. Hôm trước anh em có những video trước thì Khải đã thắng những cái băng bình thường nè, cũng sẽ đồng băng. Cũng là bao tay với áo này nọ, Khải vẫn thắng. Đối gặp cái băng này, đặt móc này mà 38, trời ơi, quất hai cái chết liền. Bóng hồng kim phá kiểu này quốc mình hai cá chất luôn, chịu không nói. Là anh em, cái băng bóng mất ổn. Gặp chúng cái băng này thì Khải biết chắc chắn là khó đánh rồi. Mới có được hai bùa chưa kịp đam mà nhiều nữa thôi. Nhồi máu luôn này, nhồi máu này. Đó, hết mười mấy mình máu phần chất đó nha. Xếp đông băng mất ổn phòng Mỹ 18 năm này chưa mát lắm. 30 kháng băng, 28 kháng hỏ. Kháng tất cả 4. Cái băng này khỏe quá. Hàng nhiêu? Hàng 53. Hàng 53 thì cấp khoảng tầm 152. Ảch này là bên xe vực cũ nha nè. Những ảch này thì mắt bí tịch mật tịch hết rồi. Chắc chắn mình em là ảch này chắc chắn là hơn mình những cuốn bí tịch từ 1 đến 10 10 đến 20, 10 đến 25. Tại vì bên xe vào đó những cuốn đó rất là nhiều. Họ nuốt khá là mát. Còn bên này chưa có mà nuốt nè. Bên này chỉ có 1 đến 7 thôi. 10 đổ lại thì khá là hiếm. Từ cuốn 11 trở lên thì sợ không có. Trong ảch này gặp ảch này thua chấp nhận. Không thể nào mà chủ nói hai đam sao mà đánh được. Tại lúc nãy phần thủ Khải được 75 cộng 5 rồi nè. 75 cộng 5 mà hai bóng cũng chết. Chịu rồi. Tuần đầu cố gắng cắt cũng cắt 9x rồi. Dành quanh bùa mà không yên thua nè. Dồn cái chết luôn. Đúng rồi. Pha như rồi định dồn nè nhưng mà không kịp. Khải đứng cách bùa cái này. Anh hai bình máu rồi, gần chết rồi. Má của bạn này khỏe gơ luôn nè. Đóng hai cái chết liền. Ok, làm nhận sâu nè em ơi. Nhận sâu. Còn những cái băng thường thì đánh vô tư nè. Anh em xong đợi Khải tới nha. Khải tiếp tục nhận hàng nha. Đồ ông Lã Bắc Lương thiếu lâm đánh gơ thì 20 mấy thua 2 điểm. Không ai chỉ ông nữa nè. Quá gơ. Rồi. Game over là Mai Anh Bảo đúng không ta? Đúng rồi. Ok, game Mai Anh Bảo nhận 7 giùm xu, hoạt động tốt, không thiếu buổi nào. 4 buổi đầy đủ luôn và một buổi công thành thì hôm trước phát rồi đó, sau công thành lại phát rồi đó, là không tính, thành 7 buổi. 4 buổi thì thành 8 công mà nhận được 7 công gọi như là full đó, hoạt động tốt, không thiếu buổi nào. Anh Đông Phương Bài cũng hoạt động tốt, không thiếu buổi nào. 7 giùm xu. Anh hôm qua mà cộng cái gì anh cứ đấy. Lương cảm gì đợi tới anh ơi, đợi em tới nha, cái đó từ từ nha. Điểm trận liên đấu này nè. Gặp ai đây? Tăng Thái Tử Đường Môn. Ok, đợi em chút, em sớm Đường Môn rồi nè. Tăng Thái Tử Đường Môn. Tăng Thái Tử Đường Môn. Tăng Thái Tử Đường Môn. Cho cái bùa nè, nằm. Chạy đâu bướng. Chạy đâu bướng. Chạy đâu bữa. Cho cái bùa nữa nè. Thấy đâu. Máu vô. Em phát được một, em phát anh Khải ơi. Phát được anh Khải ơi. Em phát được Thí Yên. Rồi vậy. Chạy ở đâu con sâu. Chạy ở đâu con sâu. Khép góc hả? Khép góc của chúng tôi. Khép góc của chúng tôi. Xong anh em đường môn này đánh nhanh rồi. Tiếp tục chẳng sâu anh em ơi. Đây anh em ơi. Để cho anh em xem lại chất đồ đường môn lúc nãy. Trong gặp đường môn thì cứ cố gắng cắt được bùa là chém 2-3 đao là chết thôi. Xếp đồng 3 rồi nè. Đó.
trên bàn khá là đẹp, 29, 29, 19, 30. Và tay cầu thủ Lý Văn Trọng thân Pháp, họ đẹp, nón 6 dòng đẹp luôn, áo 6 dòng đẹp luôn, giày thì chón kháng họ cũng ok luôn, không gì phải chơi, thiếu dòng sinh khí thôi. Đại lưng băng hàng nỏ 20-41 đó. Đó, ok anh em, chúng ta vào tiếp tục trận tiếp theo anh em. Trận này thì hạng 13 anh em, này hạng gấp khá là cao, 154. Đỡ mà nói thì đường môn đánh Lâm Đồng thì khó lắm, khó đánh được Lâm Đồng lắm. Rồi, tiếp tục trận tiếp theo anh em ơi. Anh em đang xem cho một like chia sẻ chơi anh em ơi. Hiện tại tối nay 4 trận nữa thôi, ngày mai còn 10 trận nữa là xong quyết định tốt, mà không biết như thế nào anh em à. Kênh quá. Ta có một số cao thủ kênh quá. Thiếu Lâm là Bất Lương, với lại vừa rồi anh cái bàn Vạn Sơ Tiền Duyên thì gặp hai người đó chấp nhận anh em à. Hồi trưa hồi nãy cũng có gặp một Nga Mi 101, tốc độ đánh 101 luôn anh em. Ngập bội Nga Mi này, nhẫn kỹ năng này, là ổng cánh thêm phi càng khôn này nọ là đặt 101 tốc độ đánh luôn. Nhưng mà khá là may mắn mình lại ăn được Nga Mi đó nè. Nói chung là không biết như thế nào nhưng mà cảm giác trận đó khá là may mắn. Đi sơ đồ ok. Đó Nga Mi. Chu Chỉ Nhược. Cái này Nga Mi anh em. Đó. Mấy Nga Mi này thắng một cách rất đơn giản thôi nè. Còn mấy Nga Mi kia có nón Nga Mi vô ma á thì nó có thời gian rút độc này nọ nè, nó giảm bớt cái hiệu ứng đam á. Nên là khó đánh thì còn mấy Nga Mi mà bằng đồ xanh như thế này đánh tốt nè. Đồ tím bình thường như này đây, nói nãy Nga Mi 101 là đây. Này, hồi chưa thắng này. Hồi chiều thắng chứ. Đó, kỹ năng này làm gơ. Đó. Nhưng mà mới thắng một trận thôi. Vẫn còn cố gắng dài dài anh em ơi. Chứ không thể nào mà chủ quan được. Nga Mi là đạt 101 á. Không thể nào chủ quan được. Đây, Nga Mi đọc cô cậu bại đây. Ông này gặp ông này cũng hơi bị mệt mỏi á. À, vũ khí tím sao mãi không thấy nọ tím hả? Ừ, server không thấy luôn anh ơi. Hello Vũ Vũ, ok Vũ ơi. Khả năng sổ đồ cho Vũ Vũ xem này. Cũng như anh em xem này. Đó là Nga Mi. Trung tâm này toàn Nga Mi chủ đạo anh em ơi. Nga Mi nhiều vài đá luôn. Số cô độc là 5 độc. Số cô độc là 5 độc. 5 độc đao, tốc 30. Đồng đao. Có 2 tấn của Nga Mi. Trời. Hôm nay nhiều cầu thủ quá. Nó mất cái bang. Ui, cái bang hàng 8 đừng có đổ nè. Gặp mấy cái bang này cũng sợ lắm anh em à. Khá là thốn. Màn hình nhìn sao mờ vậy Khải? Đáng mai update lên cái cấu hình lộn, update lên cái phần chỉnh sửa của YouTube á, chỉnh lên chế độ Full HD là xem được mà. Hiện tại Khải vẫn đang live Full HD anh em vẫn xem bình thường mà, do chắc bên mạng của Đặng Mai hơi yếu á, nó sẽ bị giảm cái cấu hình xuống. Rồi, tiếp tục biết gặp ai đây. Giờ gặp lại á. Ờ thứ nhất hay kinh linh lắm mà. Tôm càng xanh con lông đao. Con lông đao nè. Con lông đao. Hàng 42. Bài bị sát ở đường môn nè. À đây. Hưng Yên. Hưng Yên là ai vậy? Ôi Hưng Yên cờ lon này. Ui, không phải cờ lon nghe mình kiếm cái gì đây. Cái bang này mà. Ấy chà chà. Cái bang. Bốn cái bộ này. Đó. Vô bộ A thiên nhẫn. Thiên nhẫn thì vô tư này mà. Thiên nhẫn tâm này kháng hóa 75 cộng 2. Cộng như thế này thì chịu rồi. Rồi. Thiên nhẫn thì ok thôi. Đó. Tùy theo trận đánh em không. Trận này không uống mình máu luôn. Chỉ cần nhòi hai bình máu lúc đầu thôi là Khải đã thắng rồi. Còn tùy trận mình phải nhòi từ lúc đầu thì mình mới đánh được người ta. Còn như trận vừa rồi thì Khải vẫn biết là anh chắc rồi nhưng mà vẫn uống hai bình máu đó nè, thấy chưa? Chứ đâu phải mình chủ quan đâu, không bao giờ chủ quan đâu. Thắng Thiên Nhẫn ok. 31 thua xấu, cố lên em ơi. 17, 11 trận nữa thôi, 11 trận nữa nếu mà thắng hết
thì ok sẽ lên tấm 1 đó. Đó vậy thôi, hiện tại tấm 1 thua 9 rồi. 11 trận cuối cùng nè. Sẽ lên tấm 1. Cố lên nha anh em. Anh em chúng ta cùng cố lên nha. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút thông báo bên cạnh để trực tiếp theo dõi những buổi livestream từ kênh YouTube của Khải vào lúc 7 giờ 15 phút tối hàng ngày nha mọi người. Khải sẽ livestream thường ngày vào lúc 7 giờ 15 phút tối hàng ngày nha anh em. Anh em xem thì đừng ngần ngại cho Khải một like đăng ký kênh luôn nha. Nói chung anh em thích series năm động này thì cứ ủng hộ Khải, Khải sẽ cố gắng đến mùa nào thì Khải sẽ làm mùa đó cho anh em xem cho vui. Ờ chắc ạc đó vào lấy kinh nghiệm phong vũ rồi. Ok, vô trận cuối cùng của ngày hôm nay nè mày. Ôi, sao mất một bình máu rồi. Từ từ, lỗi lại rồi. Mất hình máu, lộn lộn. Uống sao mất một bình máu rồi. Thủy tinh, luôn là phố hồ kim. Rồi, vô lại. Mọi gặp ai đây, gặp ai đây? Gặp là Huấn Lương Vàng Sợi thì Duyên gặp ai đây? Ôi thôi xong, má gặp chúng Thiếu Lâm nữa chịu rồi. Má gặp chúng Thiếu Lâm chịu rồi nè mà. Chết 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 chịu luôn. Sao mà đánh? Âm chịu luôn rồi. Sao mà đánh nè. Thiếu Lâm canh mi. Ôi xời, thằng chết cho nhanh. Cầm đau hồng kim hết muốn đánh nè. Nãy nhìn là biết chịu rồi. Chịu. Nói chung là có đánh cũng được, không đánh nó mất thời gian nữa. Mất thời gian mình chả làm được gì. Tại vì mình xác định thua rồi. Chịu á. Hai đao chấp ba. Cái Thiếu Lâm này vẫn đặt tóc nha nè. Ba cấp nè. Ba cấp. Chịu. Ok nè mày, kết thúc trận liên đón ngày hôm nay nè mày. Gặp gì hồi này Khải chịu rồi, không có làm được gì rồi. Nhìn là hết muốn đánh nữa. Khác nhiều làm cũng lương đâu, mất thời gian nè mày. Hôm trước câu đam câu đồ đỡ cố gắng test với lại vết thương lương thử mà không ổn thôi, bỏ. Đỡ mất thời gian tại vì mình càng câu kéo mình càng mất thời gian của mình anh em. Chắc chắn là mình sẽ thua rồi, nhưng mà mình càng câu kéo mình mất thời gian của mình thôi. Nhìn thấy thua chắc không rồi. Gì mà chưa kịp uống máu, bụp 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 bụp, chết, chịu rồi. Bó tay. Đã kẹp góc chạy rồi á, chạy vào góc đó, bụp bụp bụp, chết. Đạt tóc anh em, tại vì Thiếu Lâm đã đạt tóc rồi. Ba cấp này nọ đạt tóc chịu rồi. Khải chấp nhận rồi, Khải nhìn vô là Khải biết thua rồi, không đánh nổi. Rồi, giao dịch đồ vậy anh em ơi. Rồi, ok anh em ơi, nói chung hôm nay thua thì thua hai cao thủ khỏe quá. Các bạn bận VIP lại Thiếu Lâm quá VIP thì chấp nhận rồi. Rồi anh em xem video đừng quên cho Khải một like chơi nha anh em ơi.